Bản tin lúc 18 giờ ngày 3 tháng 6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày không có ca mắc mới COVID-19. Đã 48 ngày, Việt Nam bảo vệ được thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly 8.169, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 103, cách ly tập trung tại cơ sở khác 7.104, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 962. Về bệnh nhân 91, nam phi công người Anh, bệnh nhân nặng, nhiều lần tưởng chừng không thể qua khỏi, đã được cải thiện tốt hơn và đặc biệt bệnh nhân đã ngừng sử dụng ECMO lúc 8 giờ 30 sáng nay. Trong 2 ngày qua, các thông số ECMO được giảm dần và đến 8 giờ 30 sáng ngày hôm nay 3 tháng 6, bệnh nhân đã ngừng sử dụng ECMO. ECMO là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng. Hiện nay, bệnh nhân 91 tỉnh phản xạ ho mạnh hơn, sức cơ chi trên 3/5, chi dưới 1/5, cơ hoành phải hoạt động mạnh hơn. Đáng mừng hơn là bệnh nhân 91 đã có thể cầm ly uống nước, giao tiếp với các bác sĩ và thực hiện được các y lệnh. Mặc dù đã được ngưng sử dụng ECMO, nhưng tình trạng của bệnh nhân 91 vẫn còn nặng, cần được chăm sóc theo dõi sát các chỉ số và tình trạng nhiễm trùng nặng, kháng thuốc. Bệnh nhân còn cần nhiều tuần để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động và các chức năng khác. Trong những ngày tới, bệnh nhân sẽ tiếp tục được sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm trùng của vi khuẩn Bunkholderia sepacia và phòng ngừa những nguy cơ có thể nhiễm khuẩn mới. Song song đó, bệnh nhân sẽ tiếp tục được tập vật lý trị liệu tích cực để sớm phục hồi cải thiện về sức cơ cũng như chức năng hô hấp. Dinh dưỡng cũng phải đảm bảo để đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân trong giai đoạn hồi phục. Tính đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 77 ngày điều trị, trong đó quá trình điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 22 tháng 5. Tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều muộn ngày 22 tháng 5 đến nay, bệnh nhân có yếu tố béo phì, bị phản ứng miễn dịch dữ dội, rối loạn đông máu nặng. Các bác sĩ đã phải đặt mua thuốc từ nước ngoài về điều trị cho bệnh nhân này. Bệnh nhân cũng có chỉ định ghép phổi. Đây là bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nặng, nguy kịch duy nhất hiện nay ở nước ta. Tiểu ban điều trị cũng cho biết, trong ngày 3 tháng 6, có 4 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, được công bố khỏi bệnh, gồm bệnh nhân 305, bệnh nhân 309, bệnh nhân 317 và bệnh nhân 319. Nâng số ca khỏi tại Việt Nam đến thời điểm này lên 302 trên 328 ca. Các trường hợp được công bố khỏi bệnh vẫn sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Hiện chỉ còn 26 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, đa số đều có sức khỏe ổn định. Cũng trong ngày 3 tháng 6, nữ bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất miền Bắc, bệnh nhân 19, với nhiều lần thập tử nhất sinh, này đã được xuất viện và trở về quê nhà. Ngày ra viện, bà khỏe khoắn, nói cười nhiều, trò chuyện vui vẻ với các nhân viên y tế đã chăm sóc bà suốt thời gian qua. Bà ra thẳng sân bay Nội Bài để bay về thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến bệnh nhân sẽ theo dõi sức khỏe tim mạch tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tính đến chiều ngày 3 tháng 6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 9 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.